Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gấp ngôi sao bóng cánh bằng giấy nha. Đây, như thế này nè các bạn. Đây, đây là bốn cái cánh nha. Đây là cái tâm của nó nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gấp cái ngôi sao bóng cánh này nha. Đi đây nha các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái chiếc đũa như thế này nè. Nó có cái đầu nhọn để này nè, lát nữa chúng ta đúc vào cái lỗ cho nó to, cái lỗ đây. Đây là chuẩn bị cho mình thêm một cái kéo nè và một cái tờ giấy A4 nha. Hôm nay mình sẽ gấp ngôi sao màu hồng nha các bạn. Đây, trước tiên là các bạn gấp cái tờ giấy A4 này thành một cái hình tam giác cho mình nha. Các bạn gấp cái góc này nó xuống đây nè. Cho cái cạnh và cái góc đó, cho nó bằng nhé các bạn nha. Và các bạn chút kỹ nha. Đây, này là tên chúng ta có một cái hình tam giác nè. Đây, bây giờ các bạn dùng kéo bạn cắt cái đường này ra nha. Các bạn cắt ra thôi. Bây giờ các bạn mở ra nè, các bạn gấp cái góc này nó bằng cái góc này cho mình nha. Các bạn nhớ theo dõi hết video để hỗ trợ mình nha các bạn. Đây. Bây giờ các bạn mở ra nè, các bạn gấp cái cạnh này nó trùng với cạnh này nha. Giờ các bạn mở ra nè, các bạn gấp tiếp cái cạnh này bằng cái cạnh này. Sau khi mình gấp là nó sẽ có những cái nét gấp như thế này nè các bạn. Bây giờ các bạn gấp cái góc này nè, nó bằng cái góc này nha. Bây giờ các bạn đẩy hai cái cạnh này vô nè. Đấy, bạn đẩy vô. Sau đó các bạn giữ hai cạnh này cho nó bằng nhau nha. Bốn cái cạnh này nè, cho nó bằng nhau. Sau đó các bạn chút cái đường giữa này đi nha, để cho nó vào nét luôn. Đấy, sau khi chút rồi chúng ta được cái hình như thế này nè các bạn. Bây giờ các bạn gấp nè, cái cạnh này và cái cạnh này nó trùng với cái đường chính giữa này nè. Đấy. Đây, các bạn chút xong như thế này nha. Bây giờ các bạn lại mở ra lại nè. Các bạn lật cái cạnh này lên. Đây. Xong các bạn gấp lại nha. Sau đó các bạn lật ra. Các bạn chút đi nha. Chút cái này đi. Như vậy là chúng ta là xong một bên nha các bạn. Tương tự cái bên này nè, các bạn cũng gấp hai cái cạnh này nó trùng vào đây và các bạn làm bước thì tương tự như bên kia nha.
xong các bạn chút lại nha. Mình gấp cái nét ở trên này nè cho nó thẳng trước, sau đó mình đã gấp xuống nha. Đấy. Các bạn chút sơ lại cho nó kỹ nè. Đấy, sau khi được như thế này, bây giờ các bạn lật cái này qua nè, mở ra. Bên này các bạn cũng mở ra luôn nè. Bây giờ các bạn gấp cái góc này nè, nó lên trên này nha các bạn. Và nó cắt hai cái góc này. Các bạn gấp cái nó bằng này. Thấy các bạn gấp lên như thế này nha. Bây giờ các bạn gấp cái cạnh này nè và cái cạnh này nó trùng với cái đường thẳng này nha. Tương tự bên này các bạn cũng làm hai cái cạnh này nó trùng với đường thẳng này luôn nha các bạn. Đấy, sau khi chúng ta gấp như thế này nè, bây giờ các bạn lật cái này ra này. Bây giờ nó có cái lỗ chỗ này nè các bạn. Các bạn dùng cái chiếc đũa lúc nãy đó, các bạn chích vô đây nha, cho nó to cái lỗ này và mình mới thổ được nha các bạn. Cái lỗ này nó nhỏ quá mình thổ không có được đâu. Đây, cho cái lỗ nó to này như này nè. Bây giờ bạn thổi vào đây nha. Các bạn thổi lên như vậy. Đầu này các bạn cầm hai cái này nè các bạn, các bạn tách nó ra nha. Đây này các bạn đẩy hai cái này xuống như này nè, để nó sẽ phồng ra nha các bạn. Vậy là nó đã được rồi nha các bạn. Đây, như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong cách gấp ngôi sao bốn cánh bằng giấy. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì cho mình like, share, subscribe nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.